Thưa quý vị và các bạn, như phần đầu của bản tin chúng tôi đã nói tới thú chơi hoa thủy tiên tại Hà Nội. Trước đây thì mỗi dịp Tết trong những gia đình quyền quý tại Hà Nội không thể thiếu bát hoa thủy tiên được nuôi dưỡng rất cẩn thận để tỏ lòng hiếu kính dâng lên tổ tiên hay là để trang trí ở trong nhà. Tuy vậy thì lối chơi này đã bị mai một suốt mấy chục năm và tới đầu những năm 2000 mới được khôi phục trở lại bởi một số nghệ nhân. Trong những năm trở lại đây thì thú chơi hoa thủy tiên ngày càng nhận được sự quan tâm của những người trẻ tuổi. Anh Ahmad, quốc tịch Mỹ, đã trải nghiệm một vài cái Tết ở Việt Nam và cũng đã tìm hiểu nhiều phong tục đón Tết truyền thống. Năm nay anh quyết định chọn thủy tiên làm loài hoa chơi Tết. Dù đã dành rất nhiều tình yêu và thời gian để tìm hiểu văn hóa cổ truyền của Việt Nam, thế nhưng anh Ahmad vẫn hết sức ấn tượng trước sự tao nhã và công phu của thú chơi hoa thủy tiên, loài hoa được ví như nàng tiên nước này. Tôi cho rằng đây là một truyền thống rất tuyệt vời. Nó dạy người chơi đức tính kiên nhẫn. Nếu đầu năm đã có được thành quả tốt đẹp như một bát hoa thủy tiên xinh xắn thì sẽ có một nguồn năng lượng tích cực cho cả năm. Nhờ có sự hướng dẫn của một người chơi hoa thủy tiên lâu năm, anh Ahmad đã bắt tay tỉa củ lần đầu tiên. Không dễ dàng nhưng rất thú vị. Anh Ahmad vừa chăm chú từng đường dao, vừa lắng nghe ý nghĩa thú chơi hoa cổ truyền của người Hà Thành. Ba điều thú vị khi mà đến với loài hoa này. Điều thứ nhất ấy, là nó là một cái loài hoa duy nhất thả vào trong nước mà lại chơi được năm thứ vào dịp Tết. Ví dụ như là lá này, hoa này, rễ này, dáng này và hương thơm, rất là thơm. Điều thứ hai là vào dịp giáp Tết trước một tháng thì khi chơi hoa thủy tiên làm cho người ta có một cái trải nghiệm, một trải nghiệm trong quá trình chọn củ này, gọt tỉa này, chăm sóc, trình bày này, thưởng thức này, chỉ gói gọn trong vòng một tháng thôi. Và từ đó dẫn đến cái điều thứ ba là cái hoa thủy tiên nó phản ánh cái tâm hồn của chủ nhân của bát hoa. Từ những đường dao đầu còn lúng túng, sau dần anh Ahmed đã quen tay hơn, tỉ mỉ từng ly từng tí để hy vọng củ thủy tiên đầu tay của mình sẽ đơm hoa vào ngày Tết. Đúng là lần đầu tiên thì tôi hướng dẫn một người nước ngoài, mà tôi cảm thấy là họ cũng như người Việt Nam thôi, họ học rất là nhanh và có thể họ rất có duyên với loài hoa này. Tôi đã gặp được một thầy giáo tốt với từng thao tác rất tỉ mẩn, mỗi đường dao đều tinh tế, nhẹ nhàng nhưng sắc nét. Cả quá trình đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn và cả kỹ năng thành thạo nữa. Tôi nghĩ kết quả tỉa củ của tôi cũng không tệ, không tuyệt đỉnh như thầy giáo, nhưng tôi đã có một trải nghiệm thú vị. Củ thủy tiên sau khi gọt tỉa phải được ngâm trong nước. Hàng ngày, người chăm hoa phải tắm rửa, thay nước để hoa luôn được sống trong môi trường sạch. Mục đích là để đến ngày Tết, bày trên bàn thờ gia tiên và bàn tiếp khách những bình hoa thủy tiên thơm ngát hương là cách chào xuân của nhiều gia đình Hà Nội. Có quan niệm cho rằng vào đúng đêm giao thừa, bát hoa của vị chủ nhân nào có một nụ nở hàm tiếu, tức là nở hé ra, thì được cho là mọi sự tốt lành, nhiều tài lộc sẽ đến với gia đình trong năm tới.